Hello, xin chào anh em. Là mình admin Hoàng Sơn của kênh Máy Anh Cú Nội đây. Mình đang có mặt ở một cái view mà có thể là rất nhiều anh em đã từng biết đến rồi. Một cái view rất quen thuộc. Thế thì trong video ngày hôm nay thì mình xin giải đáp một cái thắc mắc mà có gần đây có khá nhiều anh em đã đặt câu hỏi dành cho chúng mình. Đó là với những anh em mà đang dùng các dòng máy như là con Canon 800D ấy, mà trong đợt này đang có nhu cầu nâng cấp lên thì nên chọn dòng máy nào? Thế thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một lựa chọn có thể rất phù hợp với cái nhu cầu, với cái mong muốn của các anh em để nâng cấp ở trong tháng 7 này. Mình xin giới thiệu cho anh em là chiếc Canon 80D. Có thể nói là một cái lựa chọn để cho các anh em có thể nâng cấp từ chiếc 800D lên, cho một cái trải nghiệm nó tốt hơn này, một cái chất lượng nó tốt hơn, một cái hiệu năng nó cao cấp hơn. Vậy thì cái việc nâng cấp này sẽ cho các anh em những cái điều gì? Vì sao anh em lại nên nâng cấp lên chiếc 80D? Chúng ngay sẽ trong video này mình sẽ cùng tìm hiểu nha. Thì lý do đầu tiên vì sao anh em lại nên nâng cấp từ chiếc 800D lên chiếc 80D, đó là cái lý do đầu tiên, đó là về cái độ bền. Có thể với rất nhiều anh em trước đây đã từng dùng cái dòng 800D sẽ nhận thấy là cái dòng máy này nó có một cho mình một cái vỏ là vỏ nhựa. Thì mặc dù là ở cái nhu cầu sử dụng hàng ngày thì có thể là nó không phải là một cái vấn đề nó quá to tát. Thế nhưng nếu như mà anh em ví dụ là có cái nhu cầu mà mình muốn cầm chiếc máy này, mình ví dụ mình đi chơi này, mình đi du lịch, mình đi vào những cái hoạt động nó hơi mạo hiểm một tí, thì có thể sẽ có nhiều anh em sẽ hơi bị ái ngại một chút. Bởi vì cái vỏ nhựa của con 800D này thì khi mà cầm trên tay nó sẽ có cảm giác thì nó dễ bị vỡ này, dễ bị cấn, dễ bị gọi là nếu nó tác động bên ngoài vào nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động con máy. Thế có thể là sẽ có rất nhiều các anh em là hơi ái ngại về cái độ bền bỉ của chiếc 800D và muốn nâng cấp lên một chiếc máy nó bền bỉ hơn. Thì ở đây là một cái điểm nó có thể gọi là ở chiếc 80D nó gọi là nó có những cái điểm nó lợi thế nó tốt hơn hẳn. Đầu tiên là về cái độ bền bỉ ở cái vỏ, khi anh em cầm trên tay sẽ cảm nhận được thấy ngay. Ở trên chiếc 800D, ví dụ mình cảm thấy khi cầm trên tay sẽ thấy vỏ rất là rỗng. Đấy, anh em nghe thấy không ạ? Tức là khi mà mình gõ nhẹ nhẹ vào cái vỏ của chiếc 800D sẽ thấy nó khá là rỗng này. Bởi cái lớp vỏ nó mỏng mà. Thì khi mà chuyển sang chiếc 80D, mình cầm trên tay sẽ cảm giác nó chắc nịch hơn rất là nhiều. Đấy, anh em có thể nghe thấy không? Tức là mình chỉ có vỗ hơi nhẹ nhẹ thế thôi mà cảm thấy cái tiếng nó chắc hơn, nó đầm hơn rất là nhiều. Bởi vì cơ bản là cái vỏ của chiếc 80D này, ngoài việc nó là một cái lớp vỏ polycarbonate nó cao cấp hơn, nó chất lượng hơn này, và bên trong thì máy cũng được gia cố bằng cái lớp khung bằng hợp kim magie rất là chắc chắn. Nên việc ví dụ mình đi chơi, mình đi du lịch, hay mình cầm chiếc máy vào trong những cái môi trường nó hơi khắc nghiệt ấy, thì cái việc mà có bị va đập, bị gọi là bị va chạm hoặc là bị va quệt ấy, nó sẽ không bị ảnh hưởng, không bị tác động vào cái cơ cấu bên trong của máy nó quá là nhiều. Và đồng thời là ở trên chiếc 80D này, ở trên cái phần chi tiết, những cái phần lớp, những cái phần cửa, những cái phần gọi là mở ra của nó ấy, nó đều có cái lớp gioăng cao su, nó sẽ cho phép cái việc là nó chống cái việc là bị nước hay bị hơi ẩm hay bị bụi nó xâm nhập vào, giúp cho chiếc máy này có một cái độ chống chịu thời tiết nó ở mức độ tương đối. Thế nên là nếu như mà anh em ví dụ mà cầm chiếc máy này, ví dụ mình đi chẳng may mà gặp trời mưa ấy, mình gặp trời gọi là nó hơi mưa nhẹ nhẹ hoặc là có chẳng may có bị hắt nước vào ấy, thì cũng sẽ khá là tự tin là chiếc máy này sẽ không bị ảnh hưởng quá là nhiều. Còn chiếc 800D này thì ôi dồi ôi, nói thật với anh em, đi ra ngoài trời mưa chỉ sợ là máy bị chết mên thôi. Nên là một điều mà có thể với anh em nào mà đang muốn nâng cấp lên để một chiếc máy nó bền bỉ hơn thì có thể nên chọn là chiếc 80D này, sẽ cho anh em một cái độ tin tưởng nó cao hơn rất là nhiều. Một cái điểm thứ hai nữa mà cũng có thể rất nhiều anh em mà khi đang sử dụng chiếc 800D có thể sẽ gặp phải, đó là mình sẽ cảm thấy cái thời lượng pin của chiếc máy này nó hơi hạn chế. Nó sử dụng cái cục pin là cục pin LPE17, nó cho phép anh em chụp liên tiếp là vào khoảng tầm 400 đến 500 shot một lần sạc đầy. Thì với cái lượng shot như này thì mình có thể thoải mái mình chụp được vào khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Tuy nhiên thì nếu như là các anh em mà ví dụ cầm máy mà mình đi chơi, mình đi du lịch cả ngày ấy, thì mình sẽ có thể mình phải cảm thấy là cái thời lượng pin này nó sẽ bị hạn chế và mình bắt buộc phải có thêm khoảng từ 2 đến 3 viên pin. Thì khi mà mình chuyển sang chiếc 80D này, anh em sẽ được trang bị một cái cục pin, đó là cục pin LPE6. Cục pin nó như thế này anh em ạ. Cục pin này thì nó có mặt trên gần như là tất cả các cái dòng máy phân khúc cao cấp chuyên nghiệp của Canon, ví dụ như là thậm chí những cái dòng nó mới ra như kiểu như là R5, R6. Các cái dòng nó rất là cao như kiểu 5D4 này, 6D2 các thứ này, nó cũng dùng chung cái dòng cái cục pin LPE6 này. Thế nên anh em có thể hiểu là cái cục pin này nó có hiệu năng, nó có cái dung lượng nó tốt như nào. Khi mà lắp cái cục pin này lên trên chiếc 80D, anh em có thể yên tâm mình có thể chụp vào khoảng từ 900 đến 1000 shot mà không cần phải thay pin. Thế nên nó có thể hiểu gọi là mình ví dụ mình đi chơi đi cả ngày, mình có thể chỉ cần đúng một cái cục pin sạc đầy này thôi, mình không cần phải thay thêm một cục pin nào nữa, mà anh có thể yên tâm mình có thể chụp thoải mái cả ngày mà không phải lo cái thời lượng, không phải lo bị gián đoạn cái thời lượng sử dụng của mình. Và một cái lý do thứ ba nữa mà mình nên nâng cấp từ chiếc 800D lên chiếc 80D, đó là về cái tốc độ chụp liên tiếp. Ở trên chiếc 800D anh em được một cái tốc độ chụp liên tiếp, đó là 6 khung hình trên giây. Thì cái tốc độ chụp này mặc dù có thể là ví dụ mình chụp những cái
thể loại bình thường như kiểu mình chụp những cái thể loại như là chụp động vật này, hoặc là chụp phong cảnh, chụp chân dung, thì có thể sẽ cảm thấy là cái tốc độ này nó gọi là mức vừa phải. Tuy nhiên nếu như anh em nào mà nâng lên những cái thể loại mà nó hơi khó hơn một chút, như kiểu mình chụp thể thao này, chụp bắt khoảnh khắc này, chụp những cái thể loại như street photography ấy, mình sẽ nhận thấy là cái tốc độ chụp này nó sẽ hơi có phần nó có tỷ lệ nó làm cho mình bị lỡ mất một số cái khoảnh khắc chủ chốt, dẫn đến việc là anh em nhiều khi là sẽ không bắt được trọn vẹn cái khoảnh khắc của mình muốn chụp. Thì khi mà nâng lên trước 80D, nó nâng cấp lên một cái tốc độ chụp lên là 7 khung hình trên giây, cộng với đó là nó có thêm cái công nghệ là Dual Pixel, nó cho cái tốc độ lấy nét, cái hiệu năng lấy nét nó nhanh, nó chính xác hơn rất là nhiều. Thì với việc mà nó được tăng lên một cái tốc độ chụp nó nhanh hơn khoảng một khung hình như thế, nó sẽ cho một cái tỷ lệ anh em bắt được cái khung hình, cái khoảnh khắc mình mong muốn ấy, nó cao hơn, giúp cho mình việc mình chụp những cái thể loại khó như ở chụp thể thao, chụp khoảnh khắc, chụp đường phố, nó cho được anh em những cái tỷ lệ mình chụp được cái khoảnh khắc mình giữ được những cái bức hình mà mình mong muốn, mình ưng ý ấy, nó cao hơn là mình dòng trên chiếc 800D. Thì chiếc 80D này nó chụp nhanh như em nào thì mình sẽ có thể chụp một đoạn cho anh em có thể cảm thấy. Đấy, cái tốc độ chụp liên tiếp của nó khá là nhanh, nó sẽ cho anh em được việc mình chụp khoảnh khắc nó liền mạch hơn rất là nhiều. Vậy thì tóm lại thì có 3 lý do anh em có thể cân nhắc việc nâng cấp từ chiếc 800D lên chiếc 80D. Đầu tiên là độ bền bỉ này. Chuyển từ chiếc 800D lên chiếc 80D sẽ cho anh em là một cái lớp vỏ polycarbonate nó cao cấp hơn này, bền bỉ hơn này, khung magie chắc chắn hơn này, có chống chịu thời tiết nó tốt hơn. Lý do thứ hai đó là nó sẽ cho anh em được một cái thời lượng pin nó trâu bò hơn này, dùng cả ngày không cần phải thay pin, không cần phải sắm thêm pin sơ cua, pin dự phòng. Và lý do thứ ba đó là anh em ví dụ mình chụp những cái thể loại khó, chụp bắt khoảnh khắc, chụp thể thao, với cái tốc độ chụp nó liên tiếp và nhanh hơn này sẽ cho anh em cái khả năng mình bắt cái khoảnh khắc mình ý nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì hiện tại thì trong tháng 7 này, anh em nếu như đang có nhu cầu mình muốn nâng cấp từ chiếc 800D lên chiếc 80D thì máy anh quân đội chúng mình đang có chương trình ưu đãi trợ giá và hỗ trợ anh em nâng cấp rất là hời. Thì anh em nào quan tâm chi tiết việc nâng cấp từ chiếc 800D lên chiếc 80D thì hãy để lại bình luận dưới phần comment hoặc truy cập vào đường link cho phần mô tả để đến fanpage của máy anh quân đội chúng mình, thì chúng mình sẽ hỗ trợ anh em trong việc nâng cấp và tư vấn cho anh em những cái lựa chọn, những cái dòng máy nó phù hợp nhất với cả nhu cầu của anh em nha. Ok, thì nếu anh em nào cảm thấy những video này hữu ích đừng quên để lại một like, các bạn đăng ký để đón xem những video tiếp theo của chúng mình nha. Ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Sơn.